Tôi đã đến nhà Dũng đây cô bác, một trong người ở trong hội sinh vật cảnh tại khu Ê Công Bắc. Nơi đây tất nhiên là cổng không phải khóa, nghe nói là an ninh rất tốt cho nên là không bao giờ phải suy nghĩ. Chúng ta quan sát ngay từ bờ ngoài đã có những cây cảnh. Rồi trên gác cũng những cây cảnh rất đẹp. Nguyệt quế toàn. Đấy, hoa men ngoài. À không phải, hình như là cẩm thị. Thế rồi, rồi. Lộc Vân. Ai, xin chào. Vâng. Tác phẩm cô rất tuyệt vời. Hóa ra bây giờ lại có thêm chậu như thế nào. Nhiều chậu quá. Toàn chậu Trung Quốc. Rất lớn. Về những chậu to như thế này. Kỳ công quá. Đúng là chậu to chậu nhỏ. Chậu ông chậu con rất nhiều kiểu, thế này thì thành Dũng chậu ở nơi rồi. Nghe công bác Dũng, nghe công bác nhiều chậu quá đẹp thế này. Hay giờ kiếm lô chậu về quá bác. Ừ, kiếm lô chậu toàn chậu Trung Quốc đẹp. Thành Dũng chậu ở nơi. Ông Quách Nhung Nương bảo thế này trở thành Dũng chậu ở nơi rồi. Ừ, chậu to, chậu cỏ, chậu con. Những chậu là chậu. Này trong nhà có chậu à? Vâng ạ, toàn đồ xưa, đồ cổ các anh ạ. Ở trong nhà là đồ cổ á? Chậu cổ á? Đây cái này là toàn chậu lâu năm rồi. Đây có con mẹ con phốc à? Có. Xem là cháu làm có đẹp không? Xem cái chậu cũ nó như thế nào. Đây là chậu cổ nhé. Đây là khu chậu cũ. Còn chậu Trung Quốc ở bên ngoài. Cái này là cái đắt tiền. Còn đây là chậu mới này. Ở dưới này. Cái này là cái túi. Thế đây là vẫn lấy của Trung Quốc à? Vâng, Trung Quốc xưa ấy. Ừ, Trung Quốc cổ cũ. Kìa bát tiên kìa phải. Có phải không trời? Không phải đây bát tiên đâu. Đắp lổ nó lách thế. Đúng rồi, 8 ông.
chủ nhiệm. Đây cái này cũng mất tiền. Ngoài ra thì còn có rất nhiều tiền để dùng cho những cây bonsai nhỏ. Ơi, Hiệp. Chào Hiệp Lê. đấy. Nó đi chơi còn đi đâu? Đi chơi còn đi đâu? Suốt ngày hả? Vâng, anh em cháu và chú Thành. Chưa ăn cơm sao mà phải ăn cái này này hả? Bây giờ giữa trưa sao phải ăn cái này? Nhiều chậu quá. Quá nhiều chậu. Loạt loạt này là hàng đồ xưa hết này. Ừ. À đây chỗ bên kia. Cả một loạt. Cái giấy loạt kia cũng lại. Ai giả đã sang Trung Quốc chọn những cái đồ cũ kia. Ghê thật. Hoa cứ tưởng ở trong nhà. Hóa ra ngoài cũng lại đồ cũ. Ta thể xem ra cái đồ cũ của Trung Quốc xem nó thế nào, có gì khác. Bao nhiêu tiền của đây, toàn đồ Trung Quốc cũ đây, chậu cổ cũ của Trung Quốc này. Như vậy chúng ta đã được xem một số cái đồ chậu của Dũng Huy Công Bắc. Đúng là những con người đặc biệt và chuyển sang một thế giới khác phục vụ anh em về chậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chảy chưa? Thế một hôm ở cái nhà cái ông ấy mà dẹp chẳng mua ở ông ở dưới điên. Hôm ấy là mấy triệu cây. Cái đấy có ra gì đâu vậy? Không đẹp. Ngoài thật. Những cái đấy những người mới chơi thì thích. Vâng. Người ta vì cháu cũng là mới chơi thôi nhưng mà. Đấy. Hay là lên chậu này. Điền đấy. Có quả này. Điền lên hạt đi. Điền xịn luôn này. Quả này. Xịn luôn. À thôi. Xịn luôn. Xịn luôn. Ở cái cành này, cái thân này nó méo này. Đây. Bây giờ nó giả đến mức độ này. Méo luôn này. Cây con nó giả đến độ này thì nó là cực kỳ hiếm. Cái này là mình. Đấy, cái này bị lắm. Cái này cho ra để ăn. Không có thời gian. Còn này là mà bị mà cắt lên là bị. Nhiều. Phải cho bao tiền mua? Xuống đây.
Bắt mày nhá. Em đi vào đây lên một người phải chơi. Cái nào? Đây rồi. Này hả? Đấy, cái là đồ chơi. Con ấy đâu bao tiền? Con đâu bao tiền? Nếu đồ chơi nó bao tiền? Không đáng bao nhiêu, đợt em mua có hơn 2 triệu. Thế bây giờ mấy triệu? Bắt. Hả? Để bắt. Chưa thành cây đây này. Thôi có nói. Bắt bắt. Chụp ra sao về muốn mua rồi anh hỏi sao bắt. Chúng mày tao không bắt thì chúng mày bắt đi. Lại có cái cớ đi chứ. Lại có cớ. Điền ba vai. Ừ, điền đấy. Điền ba vai đấy. Bắt. Tổng thể xong độ khoảng này. Chưa đến khoảng 17, 18 phân. Mấy anh thanh niên này sao không bắt. Cái này điền. Nó... Điền này. Kia mày lăn nhặt. Ui dạ, toàn đồ của em. Chiếc này mua có 2 triệu à? Chà, khổn thế. Mua toàn những cây này đẹp. Chuẩn chuẩn tất cả đều thế. Phải nói là chọn cây rất đắt. Không có một chút nào mục đâu. Được đấy. Gì? Cây vứt lấy dưới sàn rồi đều là gì? Điền đấy. Độ lắc chạy. Đây, nhiều người bảo là không có điều kiện nhà chật. Đấy. Đấy, tận dụng hết. Đấy là có đam mê đâu. Là cầm một cái ô. Cụp vào. Ừ, như vào tay đâu cụp. Con si lăm đầu. À, con si lăm đầu. Con si này bao tiền? Để bắt. Hả? Mấy triệu? Em chứ thanh lý. Thanh lý mấy triệu? Thanh lý trên phố. Những cái này là điền đấy. Nói mấy triệu chán mẹ. Mình chỉ hỏi mấy triệu thì có giờ hỏi mấy chục. À, hoặc là chục mấy mà không bao giờ hỏi. Chỉ hỏi mấy triệu thôi. Nói để hơn mấy thằng trẻ này tốt vô cùng luôn. Mấy thằng trẻ nó bắt. Đấy, hiệp rất tốt. Lắm, lại là. Ăn hết rễ lưới này. Chuẩn bị tủ. Ở đây là bằng nhựa anh. Ừ, tưởng gỗ cơ. Chú hiệp nhìn đó. Anh đúng rồi. Cái sàn này anh đặt làm từ ở đâu? Cái này là e-lock, còn cái này thì là của biệt thự, cái này là chịu được. Xong rồi, rồi nhựa phải có anh ấy rồi chứ. Ông đi bộ rồi à?